Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử diễn viên Khánh Linh, cô bạn thân Thư trong Về Nhà Đi Con. Khánh Linh, tên đầy đủ là Phùng Khánh Linh, là một diễn viên truyền hình, diễn viên sân khấu, hiện đang làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Những tầng cao nghiệt ngã, Phía trước là bầu trời và mới đây nhất là bộ phim Về Nhà Đi Con. Diễn viên Khánh Linh không chỉ được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình, mà còn được biết đến qua các vai diễn hài trên sân khấu, Gặp Nhau Cuối Năm. Dù đứng ở vai trò là một diễn viên hài hay một diễn viên truyền hình, thì Khánh Linh đều làm tròn vai diễn của mình. Cô luôn cố gắng hết mình để truyền tải thông điệp của nhân vật của mình đến khán giả. Tiểu sử Phùng Khánh Linh. Tên thật Phùng Khánh Linh. Nghệ danh Phùng Khánh Linh. Ngày sinh mùng 7 tháng 5 năm 1994. Quê quán Hà Nội. Giải thưởng Top 4 đội Thu Phương, chương trình Giọng Hát Việt. Nói về diễn viên Phùng Khánh Linh, bạn bè, đồng nghiệp đều nhận xét chị là một người giao hòa giữa hai tính cách, vừa hài hước, duyên dáng lại pha chút đanh đá, chỏng lõn. Có lẽ vì vậy mà bạn bè, đồng nghiệp thường gọi chị với biệt danh thân mật là Linh Nhắn, Linh Khùng, dù còn Linh Xinh. Con đường đến với nghệ thuật bắt đầu bởi câu nói của mẹ: con thi vào trường này đi, vừa đóng phim, vừa được đi nhiều nơi, thích lắm. Phùng Khánh Linh sinh ra trong một gia đình không có gốc rễ nghệ thuật. Cô thi vào trường sân khấu điện ảnh là được mẹ ủng hộ tinh thần, nuôi dưỡng đam mê từ bé. Mỗi lần xem phim truyền hình, mẹ cô lại suýt xoa: con thi vào trường này đi, vừa đóng phim vừa được đi nhiều nơi, thích lắm. Thế là Linh nhờ cậu bạn nộp hộ bộ hồ sơ thi đại học. Thế nhưng chặng đường nghệ thuật của Khánh Linh cũng trong gai không kém gì các bạn cùng trang lứa. Năm đầu tiên cô thi trượt, không nản chí, năm sau Linh thi tiếp. Linh quyết tâm thi cho đến khi nào đậu đúng vào trường sân khấu nghệ thuật mới thôi. Cuối cùng, ước mơ cũng mỉm cười với Linh, cô đã trở thành một trong nhiều thế hệ sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh. Ở lớp, cô nàng nổi tiếng với tính nghịch ngợm, vui nhộn. Mỗi khi có bài tập diễn xuất, cứ vai hài hước là bạn bè chuyển hết qua cho Linh. Nét diễn xuất tự nhiên, vui vẻ, tràn đầy sức sống của Linh luôn khiến thầy giáo và bạn bè cười dung chuyển sân khấu. Giống như vị thần của những nụ cười đã chọn Linh để mang đến những phút giây thư giãn thoải mái cho người khác. Những vai diễn hài, đanh đá, chỏng lõn cứ thế nối đuôi nhau tìm đến với nữ diễn viên. Biệt danh Linh Nhắn của cô nàng từ những năm tháng sinh viên ấy cũng ra đời. Khi đi làm, diễn tập bạn bè gọi cô là Linh, Khùng. Còn khi bước lên sân khấu, ánh đèn pha nhuộm cho cô nàng một diện mạo mới của nhân vật, người ta lại gọi cô là Linh Xinh. Đến gần hơn với khán giả truyền hình qua những vai diễn trong Gặp Nhau Cuối Tuần, Về Nhà Đi Con, Phùng Khánh Linh không phải là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Có lẽ là vì phần lớn thời gian cô nàng vui đầu ở các sân khấu kịch. Khánh Linh hiện là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Cô vẫn luôn gắn liền với những vai diễn hài hước, đanh đá và ăn nói bổ bả. Mặc dù ở sân khấu kịch còn khó khăn, người diễn viên kịch không có được thu nhập cao như người làm truyền hình, nhưng vì tình yêu với nghề, Linh vẫn quyết định bám với sân khấu. Thỉnh thoảng khi nhận được những nhân vật phù hợp thì Khánh Linh mới nhận đóng phim truyền hình, còn lại thì phần lớn thời gian cô dành cho sân khấu. Tiếp nối sau Gặp Nhau Cuối Tuần, số ra mắt những năm 2013 đến năm 2019, cô nàng Phùng Khánh Linh tỏa sáng hơn với khán giả trong vai diễn cùng tên với mình trong Về Nhà Đi Con. Vai diễn của cô tỏa sáng khi Nhã, Quỳnh Nga, Tiểu Tam xuất hiện. Linh được dịp chứng tỏ mình là một người bạn trung thành, cô đã đứng lên bảo vệ cho Thư, cô em gái mà mình yêu quý. Màn chữ người không chịu phát nào của Linh đã khiến khán giả rất thỏa mãn, ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cô nàng sáng lên như một người bạn đáng tin cậy, luôn biết đấu tranh cho bạn bè và những người yêu thương. Linh trở thành mẫu hình bạn thân kiểu mẫu mà mọi cô gái đều muốn có, chỉ chửi bạn thẳng vào mặt và sẵn sàng khô máu với những kẻ dám đâm sau lưng bạn mình. Hy vọng trong tương lai, Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu cũng như trên màn ảnh nhỏ để khán giả có cơ hội được biết đến cô nhiều hơn. Cuối tháng 9 năm 2019, Khánh Linh bất ngờ trở thành người chơi ngồi ghế nóng của chương trình Ai Là Triệu Phú trên kênh VTV3. Cô nhanh chóng vượt qua 7 câu hỏi đầu tiên của chương trình mà không cần dùng đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Ở câu hỏi số 8, Khánh Linh chưa chắc chắn câu trả lời đúng nhưng đã quyết định mạo hiểm và đã may mắn trả lời đúng. Ở câu hỏi số 9 và 10, Khánh Linh đã dùng đến sự trợ giúp và đã vượt qua câu hỏi số 10 với tấm séc trị giá 22 triệu đồng. Đến câu hỏi số 11, Khánh Linh đã dùng sự trợ giúp cuối cùng nhưng không thành công. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp,
hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó. Các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.